Việt Tân đưa tin sai về việc tù nhân Việt Nam đi bầu cử ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 của Việt Nam diễn ra hôm 23 tháng 5 năm 2021. Fanpage của Đảng Việt Tân và một loạt các trang chống cộng khác đã tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam đang vi phạm luật bầu cử. Để chứng minh sự vi phạm này, họ đăng hình ảnh một nhóm tù nhân đi bỏ phiếu trong trại giam và viết rằng lẽ ra các phạm nhân đã bị mất quyền công dân, không được bỏ phiếu. Dù Việt Tân nói rằng họ lấy hình ảnh này từ Internet, bức ảnh vẫn kèm theo logo của VN Express, một trang tin điện tử chính thống tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đã tìm lại bài báo gốc trên VN Express để xem bài đăng của fanpage Việt Tân có hay không phản ánh đúng sự thật. Khi truy cập bài báo gốc, chúng tôi được biết những tù nhân trong ảnh chỉ là người bị tạm giam, tạm giữ, chứ chưa phải là tù nhân đã qua xét xử. Cũng như ở hầu hết các quốc gia khác, ở Việt Nam, người bị tạm giam, tạm giữ vẫn có quyền công dân, nên vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Khi fanpage Việt Tân đưa ra thông tin sai lệch vừa nêu, họ đã hoặc cố tình, hoặc thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm. Bởi với trách nhiệm của một người làm truyền thông, lẽ ra họ phải tìm lại bài báo gốc trên VN Express để kiểm chứng. Hơn nữa, ngay tại nước Mỹ, việc người bị tạm giam, tạm giữ đi bỏ phiếu đã là chuyện rất bình thường. Sau những vụ bê bối như thế này, người dùng Internet không thể không xem lại tính khách quan, trung thực của những kênh truyền thông có tính đảng phái như mạng lưới của Việt Tân. Dù Việt Tân nhân danh dân chủ, nhân quyền, việc đưa tin sai về bầu cử cho thấy họ chưa sẵn sàng tham gia hệ thống dân chủ đa đảng mà họ đòi thiết lập.